không bảo là gì bùa. Các bạn ơi, trên tay cô Phượng là một quả trứng các bạn ạ. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau mở quả trứng này ra, xem bên trong quả trứng này có gì nhá. Wow, các bạn ơi, bên trong quả trứng thì có gì nhỉ? Chỉ là một cái lòng đỏ trứng thôi đúng không? Bởi vì đây chỉ là một quả trứng bình thường, nên bên trong quả trứng đặc biệt. Các bạn hãy cùng nhìn xem quả trứng của cô khi mở ra không phải là lòng đỏ trứng đâu. Chúng mình hãy cùng nhìn xem. 3, 2, 1. Các bạn ơi, các bạn đã nhìn thấy người bạn nhỏ này chưa? Và quả trứng của cô có tên là quả trứng ma quái. Các bạn có biết cô Phượng đã làm quả trứng này như thế nào không? Hãy cùng theo dõi cô Phượng nhé. Được quả trứng ma quái như thế này thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như là giấy A4 này, bút này và màu này. Chúng mình cùng bắt đầu thôi.